Kim quang chợt lóe, như trưởng lão trong tiềm thức sơ tay đón lấy vật của Đường Tam ném tới. Khi hắn thấy rõ hình dáng vật kia, chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, chẳng những là tứ chi toàn bộ tiêu tan, thân thể cũng không nhịn được một trận run rẩy. Đây là Hạo Thiên lệnh của đại bá. Thanh âm của nhị trưởng lão không nhịn được chấn động kịch liệt. Lời hắn nói ra, bốn vị trưởng lão khác cũng bất chấp đang xấu hổ giận dữ do bại trong tay của Đường Tam, bay nhanh đến nhìn. Liên minh huyền thoại khoảnh khắc livestream, truy cập ngay LTG Channel. Đấu La Đại Lục Chuyển Chữ phần 280, trở về Hạ Thiên Tông khiêu chiến 5 vị trưởng lão phần 5. 5 vị trưởng lão này thực lực tuy mạnh, nhưng mà trên phương diện tinh thần, bọn họ cùng với Đường Tam vẫn là kém xa. 10 giây trì trệ này tự nhiên là phải toàn diện thừa nhận. Không hề nghi ngờ, lực khống chế của Thiên Thanh Chỉ Độn thần trảo cực kỳ là bá đạo. Nếu như cùng với vô địch phong ba của Hoàng Kim Thập Tam Kích cùng sử dụng một lúc, như vậy năng lực hạn chế liên tục đã đạt tới là hoàn cảnh cực kỳ kinh khủng. Tổng ngũ đại trưởng lão đúng là những người đầu tiên được nhấm nháp năng lực kinh khủng này của Đường Tam. Sử dụng liên tục hồn kỹ này, vốn Đường Tam chuẩn bị cho Bỉ Đông trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Cho dù là Bỉ Đông có kỹ năng bất tử, Đường Tam cũng nắm chắc có thể khiến cho nàng phải chịu thiệt. Năm đạo kim quang đồng thời từ dưới mặt đất phóng lên, trong nháy mắt hình thành 5 cái lồng giam kiên cố, đem 5 vị trưởng lão phân biệt vây tại chỗ. Dưới tình huống chúng Thiên Thanh Chỉ Độn thần cháo, bọn họ căn bản là không có năng lực phản kháng phá lồng giam. Đồng dạng vẫn là đệ tứ hồn kỹ làm ngân tù lung, nhưng màu sắc của lồng giam đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Đây cũng không phải là do tác dụng của hải thần ánh sáng, mà là do khi hồn hoàn tăng lên cấp bậc là 5 vạn năm, sẽ trực tiếp bỏ qua quá trình từ làm ngân hoàng biến thành lồng giam. Lồng giam biến thành thuấn phát, hơn nữa trình độ kiên cố cũng tăng lên gấp nhiều lần. Cho dù là chân thân của Hạo Thiên Trùy muốn kích phá lồng giam này, ít nhất cũng cần tam kích mới có thể hoàn thành. Hơn nữa hiện tại 5 vị trưởng lão ngay cả một kích cũng không cách nào làm được. Dưới chân phát lực, thân thể của Đường Tam giống như là đạn pháo kiên định xen vào giữa 5 vị trưởng lão. Hai tần tam sao kích trong tay mang theo hào quang hư ảnh màu vàng phân biệt xuyên qua lồng giam, điểm nhẹ một chút ở trước ngực bọn họ. Trên ngực của mỗi người bọn họ đều lại một chút dấu vết nhỏ. Hoàn thành động tác đơn giản này, lồng giam trong nháy mắt được thu hồi. Cũng lúc đó, Hoàng Kim Thập Tam Kích trong tay Đường Tam cũng lặng lẽ cắm lên trên mặt đất. Trong tiếng âm ầm lổ vang, 5 đạo kim quang đồng thời từ vị trí cán kích bộc phát ra, phân biệt bùng lộ ở dưới chân 5 vị trưởng lão. Đây cũng không phải là kỹ năng, mà là chấn động do Đường Tam mượn sức nặng kinh khủng của Hải Thần Tam Giao Kích phối hợp với khống chế hồn lực của mình. Chỉ thấy 5 đạo thân ảnh đồng thời bay ra, rơi về 5 phía khác nhau, lăn ra ngoài mấy chục thước mới ổn định được thân hình. 10 giây trì trệ trong yên lặng của toàn trường biến mất, 5 vị trưởng lão trước mắt từ trên mặt đất đứng dậy. Nhị trưởng lão chúng Tử Cực Thần Quang của Đường Tam là người đứng dậy cuối cùng, sắc mặt tái nhợt, đả kích trên tinh thần khiến hắn còn chưa hồi phục. Đương nhiên trong thời gian ngắn ngủi này, đả kích đối với nội tâm của hắn càng mãnh liệt hơn. Không sai, thực lực của Đường Tam làm sao cũng không thể so sánh được với 5 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Một khi cho các trưởng lão cơ hội liên hợp hướng hắn phát động công kích, cho dù là trong tay có Hải Thần Tam Giao Kích, hắn cũng khẳng định là không chống đỡ được. Nhưng mà Đường Tam căn bản là không cho các trưởng lão có cơ hội công kích. Phát huy năng lực khống chế hệ hồn sư hoàn mỹ của mình, từ đầu tới cuối tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn. Ánh mắt của Đường Tam khôi phục bình tĩnh, nhưng mà chính ánh mắt bình tĩnh của hắn lại khiến cho 5 vị trưởng lão tràn ngập vẻ bi ai. Trong mắt bọn họ, ánh mắt đó giống như là nói cho bọn họ biết, nếu như không phải ta lừng tay, các người đều đã chết rồi. Mà trên thực tế đúng là như vậy, lực lượng của bọn họ sao có thể ngăn cản khí thế mạnh mẽ của Hải Thần Tam Xoa Kích. Nếu như Đường Tam muốn bọn họ chết, bởi đoạn thời gian vừa rồi khiến cho bọn họ phải chết hơn 10 lần cũng là có thừa. Nhị trưởng lão mặt xám như tro tàn, trong tiếng kinh hô của mọi người, hắn đột nhiên huy động Hạo Thiên Trùy trong tay đánh xuống đầu mình. Thân là thủ tịch trưởng lão của Hạo Thiên Tông, bại bởi một đệ tử đời thứ 3 thực sự là quá nhục nhã. Đối mặt với toàn bộ đệ tử của tông môn, hắn đã không còn có dũng khí tiếp tục sống. Dừng tay, lam quang màu vàng đột nhiên phát sáng, nhị trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, cả người thân thể đã bị một tầng lam ngân hoàng ánh sáng vàng rực rỡ quấn quanh. Chúng là đại nhị hồn kỹ lam ngân hoàng của Đường Tam, ký sinh. Thằng khốn, chẳng nhẽ ta ngay cả muốn tự tử cũng không được hay sao? Nhị trưởng lão tức giận mắng một tiếng, Hạ Thiên Trì ô quang đại phóng, toàn thân hắn đều sáng lên một tầng màu vàng đen. Đúng là cứng rắn đem hồn hoàn 5 vạn 5 cấp bậc lam ngân hoàng ký sinh phá ra. Nhưng bởi vì do sử dụng năng lực tự thân quá độ, hắn cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thân là trưởng lão của tông môn, người muốn chết một cách vô trách nhiệm như vậy hay sao? Ta nói người không thể chết, người cũng sẽ không được chết. Đường Tam lãnh đạm nói, ngươi xem một chút đây là cái gì? Kim quang chợt lóe, như trưởng lão trong tiềm thức sơ tay đón lấy vật của Đường Tam ném tới. Khi hắn thấy rõ hình dáng vật kia, chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, chẳng những là tứ chi toàn bộ tiêu tan, thân thể cũng không nhịn được một trận run rẩy. Đây là Hạo Thiên lệnh của đại bá. Thanh âm của nhị trưởng lão không nhịn được chấn động kịch liệt. Lời hắn nói ra,
Bốn vị trưởng lão khác cũng bất chấp đang xấu hổ giận dữ do bại trong tay của Đường Tam, bay nhanh đến nhìn. Thanh âm của Đường Tam từ từ vang lên: "Năm vị trưởng lão, các người đều là cùng bổn phận với ông nội của ta. Nếu như không có lệnh của cụ cố, ta sao dám mạo phạm? Hạo Thiên lệnh này chính là được cụ cố ban cho. Cụ cố nhắn nhủ ta, nói cho các người một câu: Hạo Thiên Tông là Hạo Thiên Tông của thiên hạ." Những lời này tự nhiên không phải là Đường Thần nói, chính là do Đường Tam tự mình bịa đặt. Nhưng cục diện trước mắt, cho dù Đường Thần ở đây cũng tuyệt đối là đồng ý những lời này của hắn. Năm vị trưởng lão liếc nhìn nhau, nhị vị trưởng lão tiến lên vài bước, đem Hạo Thiên lệnh trả lại cho Đường Tam, thần sắc nghiêm túc rồi nói: "Mời thượng vị." Đường Tam cũng không có khách khí, sải bước tiêu xài đến phía trước, đưa lưng về vách núi, nhìn về phía năm vị trưởng lão. Nhị trưởng lão trầm giọng nói: "Tất cả tông môn đại tử nghe lệnh, theo ta bái kiến Hạo Thiên lệnh." Vừa nói, hắn đi tới ngay phía trước, đối mặt với một tầng hắc thủy tinh. Ở giữa là hình một chiếc tiểu trì màu vàng được Đường Tam giơ lên cao, cung kính cúi lạy. Theo hắn quỳ xuống, bốn vị trưởng lão còn lại cũng đồng thời quỳ một gối xuống hành lễ. Đường Khiếu ở một bên trong khiếp sợ cũng đã quỳ xuống, hắn thật là tông chủ đều đã phải bái lạy. Có thể thấy được Hạo Thiên lệnh trong tay Đường Tam có được quyền uy kinh khủng như thế nào. Mấy trăm đệ tử của Hạo Thiên Tông cũng nhanh chóng quỳ xuống, bọn họ nhưng lại không phải là quỳ một gối, mà là hai đầu gối quỳ xuống, hướng về Hạo Thiên lệnh trong tay Đường Tam cúi lạy. Vẻ mặt lãnh đạm của Đường Tam cũng biến mất, thần sắc trở lên khiêm tốn. Tiến lên phân biệt xỉu đỡ năm vị trưởng lão cùng đại bá đứng lên. Đường Khiếu không nhịn được nữa hỏi: "Tiểu Tam, một thân thực lực này của ngươi là được tổ phụ truyền lại?" Đường Tam gật đầu rồi nói: "Nếu như không phải được cụ cố lão nhân gia chỉ điểm, ta sao có thể trong 5 năm ngắn ngủi đã đạt tới được thực lực như vậy?" Lời lúc trước cùng với chuyện khiêu chiến năm vị trưởng lão đều là được cụ cố dặn dò, năm vị trưởng lão chớ trách. Đối nhân xử thế cũng phải hợp tình hợp lý, những lời này là Đường Nguyệt Hoa ở trong Nguyệt Hiên chỉ cho Đường Tam. Đây cũng là kế hoạch hắn bày ra trước khi trở lại Hạo Thiên Tông, thực lực chấn nhiếp, hơn nữa lại có Hạo Thiên lệnh chi uy của cụ cố, kiên trước kính sau. Chính là phù hợp sự dạy bảo lúc đầu của Đường Nguyệt Hoa, cũng làm cho hắn có thể phát ra quyền uy chính thức của Hạo Thiên lệnh. Nếu như không phải như vậy, cho dù hắn vừa lên đến nơi, lấy ra Hạo Thiên lệnh, địa vị của hắn trong mắt năm vị trưởng lão cũng tuyệt sẽ không thật sự trở thành người giữ Hạo Thiên lệnh. Tất cả sẽ trở nên phức tạp hơn rất là nhiều, kể cả cuối cùng có thể đạt được mục đích cũng phải tốn rất nhiều công sức, lấy thế lô đình vạn quân. Trước tiên là đánh tan thực lực mà bọn họ tự hào nhất, sau lại lấy ra Hạo Thiên lệnh này. Tuyệt sẽ không có ai hoài nghi lời nói của Đường Tam, bởi vì bọn họ căn bản là không tìm được nguyên nhân khác có thể khiến cho Đường Tam trở nên cường đại như thế. Hắn năm nay mới 25 tuổi, năm vị trưởng lão bại bởi một mình Đường Tam, Đường Tam lại lấy ra Hạo Thiên lệnh này. Tương đương là vì bọn họ tìm được một lý do để thua. Thử hỏi, bài bảo truyền nhân của Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Đấu là Đường Thần, cường đại nhất từ trước tới nay. Người đã đưa tông môn đã đến vị thế là đệ nhất tông phái, có cái gì là mất mặt cơ chứ? Quả nhiên, khi nghe Đường Tam nói xong, Lam vị trưởng lão vẫn kinh nghi bất định nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt cũng là đều có vài phần tư thái. Nhị trưởng lão ánh mắt cung kính nhìn chăm chú vào Hạo Thiên lệnh trong tay của Đường Tam rồi nói: "Không biết đại bá lão nhân gia người dạy gì?" Đường Tam sắc mặt nhất thời trở lên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Cụ cố lão nhân gia người đã biết tất cả sự tình phát sinh trong tông môn. Người nói quyết định của ông nội là điều sai lầm nhất từ khi khai tông đến nay. Mặc dù tạm thời bảo toàn cho Hạo Thiên Tông, nhưng lại làm cho tông môn mất đi vật quý giá nhất, đó chính là tín niệm tất thắng. Võ Hồn Điện quả thật rất là cường đại, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Nếu như năm đó khi mà tông môn đối mặt với sự hăm dọa của Võ Hồn Điện, có thể lấy cường ngạnh đáp lại, liên hợp tam tông nhị tông khác, lại hô hào khắp giới hồn sư, Võ Hồn Điện chắc chắn là không dám coi thường vọng động. Nhưng tông môn lựa chọn tránh lui, chẳng những từ bỏ môn nhân của các ngoại tông tộc vẫn đi theo tông môn, cũng từ bỏ mình hữu của chúng ta, làm cho bảy đại tông môn phái cùng với Võ Hồn Điện đang không phân cao thấp, trở lên chênh lệch, khiến cho Võ Hồn Điện lên mặt, thẳng đến hôm nay lại thành lập đế quốc, làm tình thế của đại lục không yên. Đường Tam nói ra, năm vị trưởng lão đối mặt nhìn nhau, Đường Kiều sắc mặt lại có chút khó coi. Dù sao lúc đầu quyết định chính là tổ phụ Đường Tam, cũng là tông chủ đời trước của Hạo Thiên Tông quyết định, mà Đường Tam nói lúc này chẳng khác là phủ định hoàn toàn những quyết định của tổ phụ. Chuyện năm đó, chẳng lẽ cha ta thật sự sai lầm sao? Cụ cố ban Hạo Thiên lệnh cho ta chính là để cho ta danh chính ngôn thuận thay phụ thân phân minh. Không sai, Võ Hồn Điện áp bức quả thật là bởi vì cha ta gây lên. Nhưng mà, cho dù không có chuyện của cha ta, chẳng lẽ Võ Hồn Điện lại không động thủ với Tam Tông? Thử hỏi, nếu có người muốn đánh chết thê tử của các vị sẽ làm như thế nào? Cha ta chẳng qua chỉ là bảo vệ mẫu thân của ta, mới gây thương nặng cho giáo hoàng đời trước của Võ Hồn Điện. Lấy thực lực của bản thân đánh lui đông đảo cường địch Võ Hồn Điện, ta vì cha ta mà kiêu ngạo. Cha không có làm nhục uy danh của Hạo Thiên Tông chúng ta, hơn nữa mẫu thân của ta cũng vì cứu cha ta mà lựa chọn hiến tế. Nhưng sau khi trải qua chuyện kia, tông môn lại đáp lại như thế nào? Chẳng những là không giúp đỡ chút nào, ngược lại trục xuất cha ta khỏi tông môn, làm cha ta thống khổ đến thế này. Vì hồi báo ơn bồi dưỡng dạy dỗ của tông môn, càng tự đoạt hai chi trả lại hồn cốt tông môn ban cho.
Xin hỏi chư vị, nếu như là năm đó Hạo Thiên Tông tông chủ cũng không phải là tổ phụ mà chính là cụ cố, tình huống sẽ như thế nào? Ta năm nay 25 tuổi, cha ta cũng bởi vì chuyện năm đó mà thống khổ là hơn 20 năm, rơi vào cái cùng tàn tật. Cho dù là tổ phụ sống lại, hôm nay ta cũng nhất định là phải vì cha ta lấy lại công đạo. Những lời này như là chém đinh chặt sắt, tâm tình của Đường Tam hoàn toàn bộc phát ra, cả người cũng lâm vào trạng thái kích động mãnh liệt. Nghe Đường Tam nói, Tam tứ đại đệ tử hai mắt nhìn nhau, sắc mặt đều bất động, nhưng đa số lại là toát ra vẻ trầm tư. Hạo Thiên Tông lựa chọn rời khỏi giới hồn sư, quả thật có thể an phận ở một chỗ, nhưng mà đám hồn sư có được võ hồn Hạo Thiên Trùy lại thật sự là cam chịu cuộc sống tịch mịch sao? Đường Kiều không nhịn được rồi nói, năm đó phụ thân cũng là vì võ hồn điện thế lực lớn mới lựa chọn ẩn nhẫn. Thật ra trong lòng phụ thân cũng rất là thống khổ, cũng rất là tưởng niệm Hạo đệ, trước khi chết còn nhắc tới tên của hắn. Quyết định của phụ thân mặc dù là báo thù nhưng lấy lùi làm tiến chưa chắc là sai lầm, chỉ cần có cơ hội tông môn nhất định là sẽ trùng xuất giới hồn sư. Đường Tam lắc đầu thở dài một tiếng, đại bá, ta hiểu được ý của ngài, nhưng mà năm đó Hạo Thiên Tông tránh lui lại thương tổn quá nhiều người, hơn nữa ngài hiện tại cho rằng nếu như tông môn tuyên bố tái xuất, tình huống so với lúc trước tốt hơn hay sao? Hiện tại võ hồn điện đã thành lập võ hồn đế quốc, lấy các vương quốc bên cạnh thiên đấu, thêm cả Tinh La, hai đại đế quốc và một số công quốc làm thành viên nòng cốt. Hơn nữa mấy vạn hồn sư học thành thế lực mạnh mẽ bên cạnh của hai đại đế quốc, lại chiếm lấy một phần diện tích đất không nhỏ của hai đại đế quốc. Hạo Thiên Tông thoái ẩn, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bị hủy diệt, Thất Bảo Lưu Ly Tông bị thương nặng. Thiên hạ hồn sư ngoại trừ phụ thuộc vào võ hồn điện, bọn họ còn lựa chọn nào khác hay sao? Nếu như nói năm đó võ hồn điện hoàn toàn nắm giữ hồn sư nhiều nhất chỉ là có 50% hồn sư của thiên hạ, nhưng hiện tại con số này đã là ít nhất trên tới là 80%. Dưới loại tình huống này, Hạo Thiên Tông lựa chọn tái xuất có thể ngăn cơn sóng dữ hay sao? Chúng ta đã không còn mình hữu, chỉ còn Thất Bảo Lưu Ly Tông lại có thể tín nhiệm Hạo Thiên Tông chỉ biết ẩn nhẫn tránh lui hay sao? Nhìn các tông nhân có vẻ đăm chiêu, sắc mặt Đường Tam nghiêm lại nói, không biết mọi người có còn nhớ hay không, vì Hạo Thiên Tông quy ẩn, Đơn Trúc tứ tông tộc cũng vì thế mà xảy ra bạo loạn. Các người có biết bọn họ căm hận tông môn, thậm chí là vượt qua đối với võ hồn điển? Bởi vì bị tông môn vứt bỏ, Đơn Trúc tứ tông tộc bị đả kích gần như là hủy diệt, cuộc sống thống khổ cỡ nào, mà đây chỉ là một bộ phận hồn sư dựa vào Hạo Thiên Tông chúng ta mà thôi. Hạo Thiên Tông trầm mặc hơn 20 năm, một lần nữa tái xuất, thanh âm của chúng ta còn có người nghe hay sao? Ai còn tín nhiệm chúng ta? Thanh danh của chúng ta thậm chí là đã đóng dấu ấn bội bạc, nhát gan sợ phiền phức. Nhi trưởng lão có chút thất thần rồi nói, lên phát sinh đều đã xảy ra. Có lẽ người nói đúng, Đường Tam, đại bá ở địa phương nào? Nếu như lão nhân gia có thể trở về chủ trì đại cục, Hạo Thiên Tông cho dù là suy sụp, lấy uy danh của lão nhân gia như trước đủ để chấp nhiếp giới hồn sư. Đường Tam chậm rãi giơ lên Hạo Thiên lệnh trong tay, cất giọng rồi nói, khi cụ cố đem Hạo Thiên lệnh này ra cho ta, cũng đã quyết định là không trở về tông môn. Tông môn co đầu rụt cổ không ra, chỉ biết dần dần tiêu vong. Tông môn lỗ lực, ít nhất là vẫn có cơ hội quật khởi. Chúng ta muốn một lần nữa lập lên uy danh năm đó của Hạo Thiên Tông, nhất định là cần phải dùng hành động của chính mình chứng minh với hồn sư giới, mà không phải là ở chỗ này chờ đợi là không có kết quả. Nhi trưởng lão nhìn Đường Tam một cái, lại nhìn Đường Khiếu ở bên cạnh một chút, ngưng trọng nói, Đường Tam, đại bá đem Hạo Thiên lệnh này cho người chính là muốn cho người tiếp nhận chức tông chủ. Vừa nghe Nhi trưởng lão nói như thế, Đường Tam nhất thời cả kinh. Mặc dù hắn đã đoán được quyền uy của Hạo Thiên lệnh này trong tông môn, nhưng mà nghe xong những lời này của Nhị trưởng lão, hắn mới hiểu được hàm nghĩa sâu xa của Hạo Thiên lệnh. Lấy công lao của Đường Thần trước đây khiến cho tông môn trở nên huy hoàng, một câu nói của hắn thậm chí có thể thay đổi bất cứ là chuyện gì của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên lệnh này tương đương với bản thân của hắn, cho dù là phế bỏ tông chủ cũng không thành vấn đề. Mà thực lực của Đường Tam thể hiện ra lúc trước đánh bại 5 vị trưởng lão cũng đủ để gánh vị trí tông chủ này, dù sao hắn tuổi còn trẻ như vậy. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm, ấn vào trong trang chủ của mình, anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa đấu la đại lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chỉ chưa đấu la đại lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.